Xin chào các bạn, video này mình sẽ chế dụng cụ máy tiện, đó là lunette động, tức là nó sẽ di chuyển theo bàn giao tiện. Nó sẽ giúp tiện các trục có chiều dài cũng như là chạy ren ổn định hơn. Ở đây bàn giao tiện đã có sẵn hai lỗ ren, mình sẽ lấy mặt phẳng dưới này làm mặt phẳng chuẩn để dựa vào đó và đo các kích thước sau. Khoảng cách lỗ đầu tiên mình đo được từ mặt phẳng đến tâm lỗ là 32mm và tim của hai lỗ là 152mm. Chiều ngang của lunette khoảng 200mm. Tiếp theo là khoảng cách chiều cao từ mặt phẳng đến tâm của máy tiện là 260mm. Còn chiều ngang sẽ là 110mm. Và cuối cùng là khoảng cách từ tâm máy tiện đến bán kính của mâm kẹp. Ở đây mình sẽ dùng một tấm thép dày 25mm để gia công. Các kích thước mình đã đo rồi, bây giờ mình sẽ vẽ ra để cắt. Lunette này mình sẽ chế 3 chậu đỡ. Hai chậu đỡ ở dưới và đỡ ngang mình sẽ đặt ở vị trí vuông góc với nhau. Còn chậu đỡ trên cùng mình sẽ để hơi nghiêng một ít về hướng của giao tiện. Do khoảng cách để thao tác tăng chỉnh chậu đỡ dưới cùng khá hẹp, nên mình sẽ gia công khác với hai chậu còn lại để tối ưu hơn. Mình sẽ phay một rãnh lớn âm xuống khoảng 5mm. Rãnh này sẽ giúp trượt và cố định chậu đỡ. Và ở giữa mình sẽ phay thêm một rãnh xuyên qua để siết ốc cố định chậu đỡ. Bây giờ mình sẽ gia công chậu đỡ dưới, tiếp tục là hai chậu đỡ ngang và chậu đỡ trên.
Do phải gia công khá nhiều chi tiết nên thời lượng của video đã rất dài. Bởi vậy mình sẽ chia video này thành hai phần. Mong các bạn thông cảm. Mình sẽ đăng phần 2 sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Bye bye.